các bạn. Mình tên là Trần Thị Mỹ Linh, năm nay 19 tuổi, đang học ở Viện Đào tạo Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì ý định ban đầu thì mình định học ở Anh, nhưng sau đó thì chuyển qua ý định học Canada và tìm tới công ty Tân Đại Dương để giúp mình có thể nhận được visa sớm nhất. Thì mình được chị Thúy hướng dẫn rất là nhiệt tình, và sau 1.5 tháng thì mình đã có được visa. Tâm trạng thì rất là vui vì trong số những người mà nộp chung lượt với mình thì mình được coi là người có được visa sớm nhất. Về việc chuẩn bị thì các bạn nên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ về thuế, tài chính, rồi những cái thành tích học tập, đặc biệt là tiếng Anh, thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể lấy được visa dễ và nhanh hơn. Thì bắt đầu làm hồ sơ thì thấy yêu cầu các vấn đề về tài chính là chủ yếu. Phải có đầy đủ các cái về thuế hay là số tài khoản ngân hàng gì đó. Mình có ý định học tại trường Royal Rose của bang Victoria, tại vì trường đó là cái bang Victoria được coi là cái bang ấm nhất của Canada, nên là cái đó cũng là một trong những lý do mình chọn Royal Rose. Khuôn viên của trường rất là rộng, và được xếp hạng cao về mức độ hài lòng của sinh viên. Trong quá trình mình làm hồ sơ thì gia đình mình gặp một chút vấn đề về thuế. Sau đó thì chị Thúy mới hướng dẫn cách là phải có giấy thuế mới được, nên là cũng gia đình cũng cấp tốc đi làm thuế cho đáp ứng được những cái yêu cầu của lãnh sự quán. Rồi về mặt học tập thì các bạn nên có một cái lượng kiến thức đầy đủ, giống như là tốt nhất là có những cái bằng, tốt nhất là có bằng IELTS hoặc là những cái thành tích học tập tiếng Anh ở trong lớp, ở trong trường, hoặc là tốt nhất là trường đại học của các bạn mà đã học sinh năm 96 như mình. Đó là những cái điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Chúc các bạn thành công.